Công ty Tông Y xin kính chào quý khách. Sau đây là một số mẫu motor giảm tốc. Và đây là nhà máy Tông Y tại Đài Loan. Và sau đây là mẫu motor giảm tốc hai ngửa chân đế. Còn đây là loại mặt bít. Và sau đây là bảng thông số motor giảm tốc hai ngửa. Đường kính trục ký hiệu là T, trừ dài trục ký hiệu là P. Tổng chiều dài motor giảm tốc ký hiệu là A. Đối với motor giảm tốc hai ngửa 1400 vòng trên phút, khi có tỷ số truyền là 1/100 thì đầu ra của giảm tốc là khoảng 14 cho tới 15 vòng trên phút.